Hôm nay tiếp tục chia sẻ đến tất cả các bác một vườn quất ở trên dù 5560. Để biết quất xấu hay quất đẹp như thế nào thì mời tất cả các bác vào vườn. Hiện tại hôm nay là cuối tháng 11 âm lịch rồi. Cây quất nó bắt đầu đã sắp chín và có một số cây đã chín rồi các bác xem. Quất rất là đẹp. Nục lá cây khỏe. Đấy, bắt đầu em vào vườn nhé. Nói về quả sai như này là rất là sai rồi. Cây này mà kê được lên chiếc đôn cao thì quả ở dưới khoe ra rất là sai. Các bác nhìn thấy không? Bên dưới rất là sai quả. Nói về giá cả ấy, cái dòng quất này các bác đến thực tế nhìn bên vườn, nhìn ở vườn, còn bác nào mà muốn tham khảo giá thì các bác có thể điện vào số điện thoại ở trực tiếp biển bảng ở đầu clip ấy. Đấy. Em mà tiếp tục đi vào trong vườn nhé. Cây rất là đẹp. Cây nực khỏe. Mà thực sự là Tết mà có được cái quất như này em ưng rồi. Đấy, đây nhìn như này gọi là cây quất đẹp này. Không cần phải là sai thành chùm mà quả cứ dài đều á. Dài đều như này cũng rất là sai. Cái cành này nó cũng bị che mất quả. Cành rất là đẹp rồi nhưng mà nó bị che mất rất là sai quả bên trong. Dàn quả này cũng là tương đối là đẹp à. Như em đã nói thì nói về giá cả ấy, các bác cứ điện vào gặp trực tiếp chủ vườn thì rất là dễ nói chuyện. Nhiều khi là em báo giá đến lúc các bác lại bảo là sao ở trên này về đến lúc cây nó không được đẹp như trên clip thì nó khó. Thành ra là giá như em mà nhiều khi đưa ra ấy, cũng chỉ là giá chung chung thôi. Vườn cũng có một ít trâu. Vườn này là cũng có những cây chín rất là đẹp mà cũng có những cây chưa được chín. Cây này rất là đẹp này.
Xin chào tất cả các bác đã theo dõi clip của em.